Ok, hello, mình xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái clip review về cây súng nha anh em. Thì mình thấy cái cây súng này nó khá là mạnh luôn, nhưng mà không có biết, không có thấy anh em nào comment bảo mình làm anh em ạ. Nhưng mà mình thấy nó khá là mạnh nên là mình quyết định làm luôn cho anh em xem nha, để anh em biết về cái khẩu này nó mạnh như thế nào. Cái khẩu này là cái khẩu M14 EBR Nobegon nha anh em. Cái này thì gần như là bắn không giật luôn anh em ạ. Đam thì nó gần 200, 180 máy tới 190 máy, có khi là 200 nha. Khá là mạnh luôn. Nếu như mà cái lực chiến á nó lên khoảng tầm 200-250% là coi như là anh em bắn phê như con TT luôn anh em ạ. Gần như là nó mạnh chỉ sau cái cây AK-47 Inferno Dragon một tí thôi anh em ạ. Nhưng mà cây này thì không giật nha. Chỉ cần anh em nhắm vào vô mà anh em bắn là nó đi không nổi luôn ấy. Ăn kêu khá là phê luôn. Đó là hôm nay em mình dắt ra mình review cho anh em luôn nha, để anh em biết được cái khẩu nào mà nó mạnh sang vô, để mà anh em mua cào qua cho nó trúng nha nè. Cái này mình không có cận chiến, với mình mà đi cận chiến nữa thì thôi rồi luôn á. Dùng có mà ngốt anh em ạ. Đấy, con dùng chúa nó lên mà mình hết đạn rồi, mình chạy solo cưa luôn với nó luôn nha nè. Nếu sợ bố con thằng nào anh em ạ. Mình có giáp mà, chơi nó luôn rồi, mắc giáp rồi cũng chơi. Rồi nó còn một nhát nữa thôi anh em ơi, bỏ chạy anh em. Dũng chúa mà cũng sợ kìa, mình chơi tay đôi luôn á. Rồi nó còn một nhát nữa, rồi cái bạn chùm cuối quá đen anh em ạ. À đó, mình chơi tắt tay với lại con dũng chúa luôn mà bị chém lắng anh em ạ. À khá là nhỏ nha, chứ không còn một nhát nữa là con dũng chúa nó đi rồi. Ráng cho mình cỡ chừng một giai hay ba giai nữa là xong con dung chúa rồi, có khi là giờ mình là thành hero rồi anh em ạ. Cái này thì nó khá là đẹp nha anh em. Có một cái là cận chiến bằng bắn súng nha. Cận chiến bằng bắn súng thì để cho đẹp thôi, chứ anh em đâu có dám cận chiến zombie bằng cái bắn súng đâu. Nếu mà có cận chiến bằng bắn súng thì anh em cũng có cận chiến lén thôi chứ có làm ăn được gì đâu. Anh em nhìn đàm nó lên kìa, anh em thấy ghê không? Cái này thì khá là trâu. Hôm nay thì mình đổi ạc với lại bạn kia anh em ạ. Bạn kia thì chơi cái con ạc trùm cuối bãi, còn mình thì chơi cái con ạc của bạn kia anh em ạ. Bạn kia thì thích cái đờn anh em ạ, cái 14 là một guitar, đó là bạn đó chơi cái con đó. Mình thì mình thấy cái này khá là ok nên là mình lái vào mình review luôn cho anh em xem nha. Vô mà chỉ có 3 em thôi, hơi bị yếu, mới lên một con anh em ạ. Bắn mà multi kill luôn anh em ơi, vô nào chịu cho nổi với cái này nè. Đấy, làm gì làm kiếm cái giáp cho nó chắc anh em ạ. À mà mình vẫn chưa có giáp đây. Giam thì giờ khá là đông rồi. Bắn dạy là nổi nhất phòng luôn anh em ạ. Game này thì được cái multi kill nha, nó kéo từ cái ván này qua tới cái ván khác luôn nha anh em.
nó không có hết nên là nó khá là phê anh em ạ. Giờ mà mình bắn chết một con giam thì nó vẫn hiện lên nè. Rồi mà chạy qua đây là mà tới số rồi. Đứng đây hả? Đấy anh em thấy không? Vẫn còn là kẻ hiểu việc nha anh em. Nó không có hết. Khi nào anh em chết nó mới hết nha. Thì như mình vậy anh em ạ. Sống thì làm việc kiếm tiền, mà chết rồi thì có mang theo được đâu. Nghĩa là chết là hết. Nó cũng y chang vậy đó anh em ạ. Cây này thì cũng một thời anh em ạ. Thời mình rất là ghiền cái cây này nè. Cây này với cây AK-47 Infernal Dragon thì mình chỉ ghiền có hai cây này thôi. Với lại không thì cái khẩu Thun Sơn anh em ạ. Đấy, sang vô thì thích nhất ba khẩu này thôi anh em ạ. Còn anh em thích cây nào thì mình không có biết nha. Còn anh em mà muốn mình làm review về các cây gì thì cứ comment phía dưới nha anh em. Đấy, mình mà tìm ra súng là mình sẽ đáp ứng yêu cầu anh em hết à. Rồi, cảnh chiến ngon sơ anh em ạ. Rồi, hero luôn rồi. Súng để chém nè. Rồi, cuộc thảm sát bắt đầu anh em ạ. Dung chúa cũng như dung nôn, mà dung nôn cũng như dung chúa anh em ạ. Không có con nào mà thoát khỏi lòng bàn tay của mình anh em ạ. Đấy, nổ chút thôi nha anh em. Không, anh em bảo mình là nằm xuống chứ không nó nổ banh xác nữa. Rồi, còn con nữa mà không biết nó nằm ở đâu rồi anh em ạ. Là đi bung rồi. Bung rồi thì kiếm ở đâu cho ra. Hết giờ luôn rồi. Lại tiếp tục thôi anh em ơi. Đấy anh em để ý nè, multi kill nó sẽ kéo dài tới cái ván này luôn nè. Đấy con bạn này dí mình nè nè. Cây mình thì nó khá là mạnh nha. Rồi lui thôi, nó chạy lại anh em kìa. Anh em thấy nó dí không? Đấy, mình biết ngay mà. Đường đi nước bước của bạn mình đã nắm trong lòng bàn tay mà. Đấy, anh em bắn phải để ý anh em ạ. Anh em khi mà bắn á thì nó sẽ có hiện lên cái cây máu ở trên đầu á. Thì dù mình nó đứng lấp bờ tường mình cũng thấy được cái cây máu nó di chuyển nha. Nên là anh em phải lo lui lại chứ không là bị cào đấy. Mấy em nhìn cái đam tầm xa kìa, thấy ghê không? Nó nhìn nó hút máu mà còn hơn VTC hút luôn anh em ạ. Không có vô nào lên đây anh em nghĩ. Lên đây bắn cho nó sướng anh em ạ. Anh em lên ít quá, tập trung đông đông lấy luôn thể. Lên có một hai con mình bắn không đã tay anh em ạ. Nó lao lao mới lên một con à. Bắn vài viên cái lần mình mất tiêu à. Đấy, lại có một thanh niên lên nụt đạn anh em ạ. Lên nụt mọn nha. Mình đọc hay nhầm à. Nếu có gì anh em thông cảm nha. Nếu anh em vẫn thấy kêu lên ghê không? Rồi xong cái phá chết ngu anh em ơi. Nếu hiểu nổi anh em ạ. Tiếp tục ván mới nha nè. Hôm nay thì mình đi con cái cây súng này á. Mình kèm theo nhân vật Linh Ca anh em ạ. Nên là cái con này nhảy khá là ok nha, trẻ con này nó nhảy rất là cao anh em ạ.
mà nó chạy gần như cũng nhanh nữa. Đặc biệt con này thì vào chế độ God là nó có một cái chế độ chạy tàng hình nha. Nói chung là nó chạy tàng hình khoảng 1-2 giây gì đó. Chạy mà anh em cho chiến binh không thái luôn anh em ạ. Nó dạng như con y tá vậy đó anh em ạ. Trời ơi, nó phê quá anh em ạ. Chiêu nó lên nha, ầm ầm mà. Cái này mà có cái giáp thì ngon á. Vào mắc tiêu cây MG3 anh em ạ. Con này thái mình chạy thăm mang nhưng mà súng mình rất là mạnh. Sao mà ăn nổi với cây súng này. Dùng chúa cũng lên đây rồi anh em ạ. Bình cận chiến anh em ạ, rút kia ra thẳng luôn để mà phan đấy. Mà hay sao viên cuối trúng đào, viên chúa nó chết anh em ạ. Chứ không là giờ là nằm xuống rồi. Một cũng xanh cỏ rồi. Tiếp tục lượm hồn lên anh em ạ. Rồi có giáp rồi anh em ạ. Này thì hero thì chắc chắn thuộc về mình rồi. Không đi đâu được cả. Nãy tưởng đâu nó dí lên luôn trên kia chứ. Nó không dám dí anh em ạ. Nên mình phải nhử mấy bước ấy. Bây giờ vô nó hết lên rồi anh em ạ. À, mình thủ ở đây này khá tốt mà. Vô nào lên cũng xanh cỏ anh em ạ. Đâu rồi, vô nó né anh em ạ, không dám lên. Đấy, nó lại là ăn táo luôn. Nó lia lịa luôn anh em ạ. Chắc là hết cái ván này á, cái video mình cũng dừng tại đây luôn nha nè. Tại làm cũng khá là dài rồi anh em ạ. 12 phút rồi. Thôi chắc cái video của mình dừng luôn tại đây nha anh em. Chào tạm biệt tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo nha anh em.